Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Một quả chanh, hai bí quyết giảm cân, đốt mỡ thừa hiệu quả, dễ làm lấy lại vóc dáng trong một tuần. Một cơ thể khỏe đẹp luôn là ước mơ của tất cả phụ nữ trên thế giới này, là nỗi khát khao mãnh liệt của những người phụ nữ sau sinh muốn lấy lại vóc dáng hay những phụ nữ có cơ thể đang bị thừa cân. Chắc hẳn mọi người đã phải dành rất nhiều tâm huyết trong quá trình chăm sóc bản thân để có thể có một thân hình mong muốn. Nhưng làm thế nào để có một cơ thể cân đối mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe là một câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm. Để giải quyết lo lắng này, hôm nay Mẹo Sống Khỏe VTT7 mách cho các bạn hai cách giảm cân nhanh tại nhà cho nữ hiệu quả, an toàn tại nhà, không gây đau đớn và vô cùng tiện lợi. Chúng ta sẽ đến với cách đầu tiên nhé. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị cho cách làm này bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là một quả chanh tươi. Nguyên liệu thứ hai là một nhánh gừng tươi. Và cuối cùng là mật ong nguyên chất. Với ba nguyên liệu là mật ong, chanh và gừng thì ta có cách thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sơ chế gừng trước nhé. Gừng thì bạn hãy gọt sạch phần vỏ ngoài của nó đi. Sau khi đã được làm sạch thì bạn thái gừng thành các lát mỏng cho vào một cái cốc. Các bạn thái thật mỏng nhé. Đây là gừng sau khi sơ chế xong. Giờ mình sẽ đổ vào cốc này khoảng 100-150ml nước và đun sôi xong. Bạn dùng thìa khuấy đều cho các tinh chất có trong gừng tiết hết vào nước nhé. Chúng ta sẽ để nước gừng nguội bớt đi. Khi mà nước còn hơi ấm thì bạn cắt và vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh cho vào cốc nước này. Bạn nhớ là loại bỏ hạt chanh đi. Sau đó bạn cho vào cốc này khoảng 2 thìa mật ong nguyên chất. Giờ thì khuấy đều tay cho các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất nhé. Rất nhanh để có được cốc nước chanh gừng mật ong giúp giảm cân hiệu quả rồi. Mỗi ngày bạn hãy uống một cốc nước này khoảng 30 phút sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa nhé.
Công thức này rất dễ uống các bạn nhé. Và nếu các bạn kiên trì áp dụng theo công thức này mỗi ngày thì chỉ sau một thời gian rất ngắn, toàn bộ mỡ thừa trên cơ thể bạn sẽ bị đốt cháy hoàn toàn. Và bạn sẽ dễ dàng có được thân hình như mong muốn để có thể tự tin diện những bộ váy bó sát mà mình yêu thích. Tuy nhiên, mình xin lưu ý các bạn một chút là những bạn nào bị bệnh dạ dày hoặc có tiền sử dạ dày thì không nên áp dụng nhé. Chanh có khả năng tẩy nhẹ ruột, trong khi mật ong giúp kích thích hệ tiêu hóa. Gừng từ lâu nổi tiếng với công dụng tan mỡ, chính vì thế combo gừng, nước chanh, mật ong chính là một thức uống hấp dẫn cho những nàng muốn đẩy nhanh hiệu quả giảm cân. Cách thứ hai. Nguyên liệu cần chuẩn bị cho cách làm này chính là một miếng chanh tươi. Bạn biết không, trong quả chanh có chứa rất nhiều axit citric, một loại axit hữu cơ có chức năng hỗ trợ tốt quá trình trao đổi chất, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giúp giải phóng chất béo hiệu quả. Đặc biệt hơn, với thành phần polymer pectin có trong chanh sẽ giúp ức chế cảm giác thèm ăn, tạo điều kiện tốt cho việc giảm cân của bạn. Cách giảm cân này rất đơn giản, bạn chuẩn bị một cốc nước ấm khoảng 100-150ml. Sau đó bạn vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh cho vào cốc nước này. Bạn khuấy đều cho nước chanh hòa tan vào với nước. Mỗi ngày bạn hãy uống một cốc nước này khoảng 30 phút sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa nhé. Và nếu các bạn kiên trì áp dụng theo công thức này mỗi ngày, không những giúp giảm cân hiệu quả và an toàn, mà còn giúp chị em rất tốt trong việc thanh lọc cơ thể, hỗ trợ chữa rối loạn tiêu hóa và làm đẹp da. Tuy nhiên, không nên vì muốn giảm cân nhanh mà pha nước chanh quá chua, bởi chanh có tính axit, tuy nhẹ nhưng nếu hàm lượng axit quá cao sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Để có một vóc dáng cân đối và như ý muốn thì ngoài việc áp dụng một trong hai công thức trên thì bạn cũng cần kết hợp với tập thể dục để duy trì sức khỏe và vóc dáng gọn gàng. Việc ăn kiêng khắt khe mà lười vận động cũng không phải là cách giảm cân an toàn và hiệu quả. Hãy lựa chọn cho mình một phương pháp giảm cân đúng đắn nhất, tránh lạm dụng các biện pháp giảm cân siêu tốc mà hãy áp dụng giảm cân an toàn và hiệu quả tại nhà để duy trì vóc dáng của mình. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.